Asus ZenFone 5 mặc dù ra mắt hơi muộn so với những gì mà nhà sản xuất đã công bố trước đó, tuy nhiên muộn còn hơn không. Và sau một tuần trải nghiệm sản phẩm này thì mình thấy rằng đây là một cái chiếc điện thoại mà các bạn thực sự nên quan tâm. Lý do vì sao chúng ta hãy cùng xem video nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Review Dạo, mình là Tuấn Ngọc. Theo như mình quan sát thì Asus ZenFone 5 là một trong những chiếc điện thoại Android có tai thỏ sớm nhất. Tuy nhiên do cái chính sách bán hàng hơi muộn nên là chúng ta đã có rất nhiều những cái sản phẩm khác đi trước. Ví dụ là Huawei Nova 3e, Oppo F7, Sharp Aquos S3 và một vài sản phẩm linh tinh khác đến Trung Quốc. Tuy nhiên với sản phẩm này thì mình chắc chắn với các bạn rằng, mình nói luôn, đây là một sản phẩm có lẽ là có hoàn thiện và thiết kế tốt nhất trong những cái sản phẩm tai thỏ mà các bạn có thể mua trên thị trường của Android. Vì sao? Thứ nhất là các bạn sẽ thấy rằng so với những cái phiên bản điện thoại khác, ví dụ như là chiếc Oppo F7 này, rồi là một vài sản phẩm nó rẻ tiền hơn một chút như là Nova 3e, thì các bạn sẽ thấy rằng những cái chiếc điện thoại đó thường thường sẽ không được thiết kế hoàn mỹ như thế này. Các bạn ở đây sẽ có mặt lưng rất là bóng bẩy, và ở đằng sau các bạn sẽ thấy rằng mặc dù nó rất là sạch sẽ thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có cái họa tiết đồng tâm vòng tròn. Đây là một cái nét rất là đặc trưng của Asus. Với chiếc Asus ZenFone 5 thì như mình nói trên rồi, mặt viền của các bạn sẽ được hoàn thiện bằng kim loại, và nó sẽ có một vài cái đường diamond cut như này. Mặc dù là sờ và hơi cấn tay một chút, nhưng mà nó vẫn khẳng định cho các bạn được rằng cái cảm giác cầm nắm bằng kim loại nó sướng và nó cứng cáp hơn như thế nào. Để nói về cái độ cứng cáp và chắc chắn thì theo mình thấy, nếu mà so với một vài sản phẩm ví dụ như là Sharp Aquos S3 thì nó chưa thể bằng được. Nhưng còn về độ thẩm mỹ thì mình chắc chắn với các bạn luôn, đó là nó là chiếc máy đẹp nhất trong những chiếc máy Android có tai thỏ. Thì ở mặt trước các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có ba cạnh được làm rất mỏng, nhìn rất là sexy. Chỉ có cái phần mặt dưới này là các bạn sẽ thấy rằng nó hơi dày một chút thôi. Nhưng mà đây cũng chưa phải là một cái điều gì đó mà các nhà sản xuất Android có thể làm ngay được, nên chúng ta nên thông cảm. Để nói về cái mặt trước này thì cái phần mình làm thấy ấn tượng nhất trên cái điện thoại này đó chính là phần màn hình. Các bạn sẽ thấy ở trước màn hình của chúng ta sẽ có một cái kích cỡ là 6,2 inch và các bạn sẽ có độ phân giải là Full HD Plus. Lúc ban đầu mình nghĩ rằng nếu mà chỉ có cái độ phân giải là Full HD Plus mà được bố trí ở trên cái màn hình kích cỡ 6,2 inch thì nó sẽ có một cái gì đấy nó hơi xấu. Nhưng mà cuối cùng mình đã thấy mình sai, bởi vì màn hình trên chiếc ZenFone 5 của 2018 của chúng ta đẹp vô cùng. Thứ nhất là nó rất là trong. Thứ hai là mặc dù không phải là màn Super AMOLED, cũng không phải là những cái màn OLED, thì cái màn này của chúng ta vẫn có cái độ tương phản rất tốt. Các bạn nhìn vào sẽ thấy rằng là những cái màu sắc các bạn thể hiện trên này nó khá là ổn và không hề có hiện tượng là bị đục màn hay là có hiện tượng rỗ ở trên này cả. Và nếu mà để so sánh một vài sản phẩm cùng tầm giá thì chắc chắn rằng mình nghĩ đây sẽ là chiếc sản phẩm có cái màn hình đẹp nhất trong cái tầm giá khoảng 7-8 triệu thế. Nói tóm lại về cái phần thiết kế cũng như là màn hình thì mình thấy rằng Asus ZenFone 5 là một trong đối thủ rất đáng gờm trong phân khúc khoảng 7-8 triệu. Và mình nghĩ rằng để mà cắt bỏ một số tiền như thế ra để sở hữu cho mình một chiếc máy đẹp có màn hình hiển thị tốt thì Asus ZenFone 5 chính là cái lựa chọn dành cho các bạn. Song song với cái điểm mạnh về thiết kế cũng như màn hình thì mình muốn nói với các bạn về cấu hình. Với chiếc Asus ZenFone 5 các bạn sẽ có một chiếc máy với con chip là Snapdragon 636. Dung lượng RAM các bạn có thể lựa chọn từ 6-4GB tùy vào phiên bản bộ nhớ trong các bạn sử dụng. Với những cái tác vụ hàng ngày ví dụ như là Facebook, Messenger, Chrome hay là camera thì mình cũng đã có một cái bài test nhỏ. Và cái thời gian từ khi các bạn bấm vào cái app cho đến khi app load xong nó chỉ rơi vào trung bình là 1,4 giây mà thôi. Theo mình đánh giá đây là con số khá ấn tượng. Tuy nhiên là mọi chuyện bắt đầu khác đi một chút khi mà các bạn chuyển sang những tựa game nặng. Mình có thử với một vài tựa game gồm 5 tựa game tất cả, đó là Asphalt 8, PUBG Mobile, Sniper, Hitman, Temple Run 2 và Zombie Tsunami. Thì cả 5 tựa game này sau khi mà mình mở lên ý, thì cái tốc độ load app của nó không quá ấn tượng. Tuy nhiên khi mà các bạn chuyển đến cái phần đa nhiệm thì cả 5 app này đều được giữ nguyên và không hề phải load lại. Trên điện thoại Asus ZenFone 5 của chúng ta khi mà được giới thiệu thì có rất nhiều những cái trí thông minh nhân tạo. Đặc biệt ở trong này các bạn sẽ có AI Boost. Có nghĩa là khi các bạn sử dụng cái tính năng AI Boost thì nó sẽ tối ưu hóa điện thoại các bạn tốt nhất có thể, để các bạn có thể trải nghiệm tựa game sao cho tuyệt vời nhất. Tuy nhiên thì mình đánh giá AI Boost của Asus ZenFone 5 thực sự chưa có gì đáng kể lắm. Bởi vì những cái trải nghiệm của mình khi mà chơi game nặng ấy, kể cả có AI Boost hay không thì hầu như vẫn là giống nhau. Mình có thử qua cái app chấm điểm là 3D OMAX thì thấy rằng là cái số điểm khi mà mình bật AI Boost lên nó chỉ chênh khoảng một vài điểm thôi, nó không đáng kể mấy. Và mình nghĩ rằng là Asus nên đầu tư hơn vào cái phần AI này nếu muốn cho chúng ta một cái trí thông minh nhân tạo giúp đỡ cho các bạn trong đời sống hàng ngày thực sự tốt. Về phần mềm thì mình thấy rằng chiếc điện thoại Asus ZenFone 5 chúng ta cũng làm khá là tốt, khi mà những cái giao diện các bạn mở lên nhìn nó rất là sạch sẽ và rất là đồng bộ tông xuyệt tông với nhau. Thêm vào đó nữa là các bạn hoàn toàn có thể giấu được cái thanh điều hướng này đi bằng cách là các bạn có thể sử dụng một vài những cái gesture. Các bạn vuốt lên, vuốt ở giữa là về home này, vuốt ở bên phải là đa nhiệm và vuốt ở bên trái là để back lại. Mình thấy rằng nó cũng là một ý tưởng khá là hay ho,
cũng không cần phải học theo những cái chiếc điện thoại Android bây giờ là có những cái thanh ở dưới, các bạn chỉ cần vuốt nhớ theo cái trí nhớ của bạn mà thôi. Song song với cái phần cấu hình thì mình muốn đánh giá với các bạn về chiếc camera của chúng ta. Ở camera này thì các bạn sẽ có là một chiếc với cái độ phân giải là 12 megapixel và một camera phụ góc rộng với cái độ phân giải là 8 megapixel. Ví dụ như trong những cái bức ảnh đủ sáng mình chụp ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng những cái giải màu ví dụ như là màu xanh này, màu đỏ này, màu cam, màu vàng thì được đẩy lên khá là cao. Một điểm mình khá là thích ở trên chiếc điện thoại này đó là mặc dù chi tiết được làm rất tốt nhưng mà khi mà các bạn nhìn tổng thể thì ảnh không hề có hiện tượng gắt mắt một chút nào. Một điểm nữa mình đánh giá khá cao đó là khi mà các bạn nhìn vào những phần bị tối, các bạn vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy ở trong phần tối này có những cái gì, mà trong khi đó cái nền trời những cái hoặc là những cái phần mà các bạn thấy rằng nó được đẩy sáng lên cao hoàn toàn không bị cháy. Nhưng mà cái điều này nó cũng dẫn đến một hệ quả hơi nhỏ một chút, đó là khi mà các bạn chuyển sang hệ chế độ HDR. Có lẽ khi mà ở trong chế độ bình thường thì camera đã chụp tốt rồi, thế nên là khi các bạn chuyển sang HDR ấy, thì nó không có điểm gì khác biệt lắm, chỉ có là mọi thứ được đánh khối tốt hơn thôi. Và đôi khi là các bạn sẽ thấy là màu sắc nó hơi bị gắt, và mình cũng chưa đánh giá cao cái chế độ HDR khi các bạn chụp trong điều kiện đủ sáng lắm. Một điểm nữa mà mình muốn nói về chiếc điện thoại này đó là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc camera độc lập với nhau. Có nghĩa là không phải là chúng sử dụng những cái thuật toán hay là phần mềm để ghép các ảnh trở thành những cái bức ảnh lớn từ hai camera này, mà chúng hoàn toàn có thể hoạt động độc lập, nghĩa là không liên quan đến nhau. Nhưng mà cái điều này mình thấy rằng chưa hợp lý lắm, bởi vì nếu các bạn chỉ sử dụng độc lập cái camera phụ thôi thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái bức ảnh chụp góc rộng của bạn. Các bạn có thể nhìn thấy trong bức ảnh này thì chi tiết lên không tốt này, màu sắc lên cũng bị nhòe và bệt vào với nhau. Mình hoàn toàn không thích điều này một chút nào, và mình nghĩ rằng giá như Asus có thể làm chúng ta hai camera kết hợp là một để cho ra một bức ảnh xóa phông cũng như là một cái bức ảnh chụp toàn cảnh thật là đẹp. Ở trong một vài chế độ khác, ví dụ ở chế độ xóa phông thì camera xóa phông của chúng ta làm khá ổn và cái người cũng như là hậu cảnh được tách bạch khá là tốt. Mặc dù có lẽ là mình sử dụng những sản phẩm flagship quá là nhiều rồi nên là mình thấy là hơi khó tính với chiếc điện thoại này, nhưng mà nếu mà các bạn so với những chiếc điện thoại cùng tầm giá thì mình thấy rằng cái camera này không có gì đáng thua kém cả, và nó cũng ở cái mức là tầm tầm để các bạn có thể lựa chọn. Ở trong chế độ chiếu sáng thì mình thấy rằng camera của Asus Zenfone 5 thực sự làm cũng bình thường thôi, không có gì quá nổi bật. Mặc dù trong bức ảnh thiếu sáng thì chiếc camera của Asus Zenfone 5 kiểm soát ánh sáng khá là tốt, nhưng mà nó cũng không phải là quá đẹp, quá xuất sắc. Màu mè lên cũng chỉ là mức ổn thôi, cũng không có gì quá đặc biệt so với những chiếc điện thoại có camera tương đương như này cả. Camera trước cũng là một phần mà mình muốn đánh giá cho các bạn. Thực ra mà nói thì cái nước ảnh cho ra của camera trước trên chiếc điện thoại này mình thấy là cũng không có gì đáng để nói cả. Nhưng mà màu sắc lên vẫn tốt này, rồi là xóa phông cũng, nếu mà xóa phông một phần mềm thì cũng có thể chấp nhận được. Và thêm vào đó nữa, với những cái bức ảnh mà các bạn thấy rằng mình selfie ở chiếc điện thoại này thì nó không hề có hiện tượng là bị bợt, mặt mũi mình rất là tươi tắn. Nếu mà con chuyển sang chế độ HDR thì sẽ thấy rằng là nó cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ có là mọi thứ được đánh khối lên thôi. Thì mình nghĩ rằng cái chế độ HDR khi mà các bạn selfie nó chỉ là một chế độ cho các bạn nghịch, chứ còn tính ứng dụng thực tế nó cũng chưa có gì nhiều lắm. Với camera thì các bạn sẽ có được sự trợ giúp của AI camera. Thì camera này nó sẽ nhận biết được cho các bạn đâu là những cái cảnh vật khác nhau, đồ ăn này, cây cối này, rồi là người. Nhưng mà mình đánh giá rằng là cái AI này nó chỉ giúp cho các bạn ở một mức độ nào đó thôi. Nó không có cái gì cảm giác như là cái bức ảnh của bạn nó có sự khác biệt hẳn so với những cái bức ảnh không có AI. Thì mình nghĩ rằng đây cũng chỉ là một bước đệm để giúp cho Asus có những cái AI tốt hơn trong tương lai mà thôi. Một phần cuối cùng mình muốn nói trong cái video này đó chính là về pin. Pin các bạn sẽ có một viên pin dung lượng là 3300 mAh. Đây cũng có AI nhá, có nghĩa là nó sẽ học hỏi cái thói quen sạc điện thoại của các bạn để giúp cho máy của bạn nó có được một cái thời gian sử dụng lâu dài hơn, một cái vòng đời tốt hơn để cho cục pin. Tuy nhiên là với một tuần mình sử dụng thì mình cũng chưa thể nào mà dạy cho AI của mình học một cách nào đó thật là triệt để được. Thế nên là mình rất là mong nếu bạn nào sử dụng lâu rồi thì cũng có thể comment lại ý kiến của mình về cái AI battery để cho chúng ta có thể có một cái bài tham khảo tốt hơn. Tuy nhiên mình vẫn đánh giá các bạn một chút về cái quá trình sử dụng pin của mình. Thì mình thấy rằng trong cái tầm giá này, viên pin 3300 mAh nó không phải là một cái gì đấy nó thực sự nổi bật. Nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được một ngày. Tuy nhiên là so với những cái bài test mình có so sánh một vài sản phẩm khác thì nó không có gì nổi trội cả. Thậm chí là có phần nó hơi kém hơn một chút. Sau khi mình thử cái bài test 2 tiếng liên tục sử dụng thì mình thấy rằng cái thời lượng pin của chiếc Zenfone 5 không quá đặc biệt. Sau 3 phút đầu mình chơi game PUBG Mobile liên tục ấy, thì nó tụt từ 100% còn 91%. Sau đó mình xem video khoảng 3 phút thì từ 91% còn 86%. Và một tiếng cuối cùng mình có sử dụng các tác vụ hỗn hợp gồm có 30 phút chơi game Temple Run nhẹ nhàng và 3 phút liên tục xem YouTube thì pin của chúng ta tụt chỉ còn 76%. Và mình thấy rằng so với những cái sản phẩm cùng tầm giá thì đây cũng không phải là một dung lượng pin nó quá nổi bật. Nó chỉ giúp cho các bạn có được cái dung lượng pin ở mức trung bình mà thôi, nghĩa là trung bình khá ấy.
Tóm lại, sau một tuần sử dụng sản phẩm là Asus Zenfone 5 thì mình thấy rằng đây là một sản phẩm rất phù hợp với những người nào đang yêu cầu một thiết kế đẹp, có tính thẩm mỹ cao, có cái màn hình rất đẹp để các bạn có thể sử dụng những cái tác vụ văn phòng cũng như là xem phim thoải mái tẹt bô. Và thêm vào đó nữa, các bạn sẽ có một camera chụp khá là ổn và có thể đáp ứng cho bạn những cái tính năng khá là hay, ví dụ như là chụp xóa phông này, chụp toàn cảnh và chụp camera góc rộng với chi tiết cũng như là màu sắc lên khá là tốt. Cái điểm yếu mình chưa thích lắm ở chiếc điện thoại này đó chính là những cái AI của chúng ta chưa thực sự giúp đỡ nhiều cho các bạn trong quá trình sử dụng. Và đôi khi các bạn sẽ thấy rằng cái phần mềm mà Asus tối ưu lại trên chiếc điện thoại này nó chưa thực sự nhanh nhạy và đôi khi còn có cảm giác là hơi bị giật, bị khức. Điểm cuối cùng đó là dung lượng pin, mình thấy thực sự là chưa có gì quá nổi bật cả. Nếu mà các bạn sử dụng ở mức bình thường tầm tầm thôi, không chơi game nhiều, thì nó vẫn có thể đáp ứng lại cho bạn khá là tốt. Vậy các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Cá nhân mình đánh giá là nếu mà Asus ra mắt sản phẩm này sớm hơn với những cái điểm sáng của nó thì chắc chắn rằng nó sẽ có được cái lòng tin cũng như là chỗ đứng vững chắc cho người dùng hơn. Đáng lẽ ra Asus là người đi tiên phong thì họ nên ra mắt sớm hơn thì họ lại không làm điều đó. Mình cũng cảm thấy đây là một điều hơi đáng tiếc. Các bạn thấy video hay đừng quên bấm like, share bạn bè, bấm subscribe và bấm chuông kênh YouTube của Review Dạo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bây giờ. Chào và hẹn gặp lại. Asus Zenfone 5 mặc dù ra mắt hơi muộn, nhưng mà muộn thì còn có nghĩa là không